các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống người bệnh nhân 40 tuổi bị viêm tụy cấp hoại tử bằng phương pháp lọc máu. Trước đó, người bệnh có đi khám tại một bệnh viện với chẩn đoán viêm tụy cấp, được truyền dịch và kháng sinh tuy nhiên không đỡ. Sau đó, người bệnh đến khám tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, nôn, khó thở, bụng trướng căng. Trên kết quả xét nghiệm, chỉ số bạch cầu tăng cao, men tụy tăng cao, kết quả siêu âm và CT ổ bụng có hình ảnh viêm tụy cấp hoại tử trên nền người bệnh thiếu máu. Người bệnh được chuyển tới khoa hồi sức tích cực nội để điều trị. Xét thấy đây là một trường hợp rất nặng, các bác sĩ nhanh chóng đã tiến hành hội chẩn, duy trì kháng sinh, đặt dẫn lưu ổ bụng và tiến hành lọc máu liên tục. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã theo dõi điều trị tích cực, điều chỉnh thuốc để kiểm soát tình trạng sức khỏe cho người bệnh. Sau 10 ngày điều trị tích cực, các chỉ số của người bệnh đã dần được kiểm soát. Người bệnh được chỉ định chuyển về điều trị nội khoa. Hiện tại, bệnh nhân đã được xuất viện, sức khỏe ổn định. Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp là một tổn thương cấp tính của tụy. Bệnh thường xảy ra đột ngột với những triệu chứng lâm sàng khá đa dạng, phức tạp, từ viêm tụy cấp nhẹ đến mức độ nặng với các biểu hiện suy đa tạng, tỷ lệ tử vong rất cao. Viêm tụy cấp chủ yếu được điều trị nội khoa. Tuy nhiên, nếu tình trạng bệnh không thuyên giảm, tổn thương tụy rất nặng, người bệnh sẽ được phẫu thuật để làm sạch ổ bụng. Viêm tụy cấp là một bệnh tổn thương viêm nhu tuyến tụy cấp, tính từ nhẹ đến nặng, có thể gây tử vong. Viêm tụy cấp ngày càng phổ biến với tần suất mắc khoảng 25-75 trường hợp trên 100.000 dân trong một năm, trong đó 10-30% là viêm tụy cấp nặng. Theo các bác sĩ, tụy là một tạng nằm trong phúc mạc phía trên cột sống ngang ở mức L1 và L2, giữa tá tràng và lách, sau dạ dày. Phía trước của tụy bao gồm mạch máu lớn. Tụy bao gồm 3 phần, đầu, eo, thân và đuôi tụy. Tụy dài 16-20mm, cao 4-5cm, có chiều dày khoảng 2-3cm. Tụy có chức năng nội tiết, tiết insulin để kiểm soát đường huyết và chức năng ngoại tiết, tiết các men tiêu hóa. Nguyên nhân gây ra viêm tụy cấp bao gồm do rượu. Hiện nay nguyên nhân này thường gặp hơn ở những nguyên nhân tắc nghẽn cơ học. Tắc nghẽn, sỏi ống mật chủ, u tụy hay u bóng, run chui vào ống mật hoặc dị vật. Sau khi phẫu thuật vùng quanh tụy, sau khi nội soi, tụy ngược dòng. Do chấn thương đụng đập vùng tụy. Do rối loạn chuyển hóa và một số nguyên nhân khác như nhiễm khuẩn, ký sinh trùng, virus, độc chất hay thuốc. Vô căn chiếm khoảng 10-15% các trường hợp. Cơ chế chủ yếu của viêm tụy cấp là do sự hoạt hóa của các tiền enzyme và các thành enzyme có hoạt tính ở trong lòng tụy cấp, từ đó kéo theo một số phản ứng kiểu dây chuyền khác. Khi viêm tụy cấp, người bệnh sẽ có những biểu hiện như sau. Thứ nhất, đau bụng. Biểu hiện chính của viêm tụy cấp đó là một cơn đau bụng dữ dội. Đau bụng đột ngột thường xuyên xảy ra sau khi bữa ăn thịnh soạn. Bữa ăn có nhiều dầu mỡ, rượu. Vị trí vùng đau bụng trên rốn có khi đau 1/4 bụng trên, bên phải hay bên trái. Cơn đau dữ dội, mức độ đau tăng dần sau khoảng 10-20 phút, có thể kéo dài đến nhiều giờ. Có thể lan ra sau lưng, đau tăng lên khi ăn. Đau giảm khi nghiêng người về phía trước hoặc nằm co người lại, nghiêng, đầu co xuống gối co lên, nằm ngửa, ho, cử động mạch hoặc thở sâu khi tăng lên. Đây chính là biểu hiện dễ nhầm lẫn với một số triệu chứng của các bệnh lý khác như đau dạ dày, đau giật thừa. Người bệnh có những biểu hiện buồn nôn. Đa số đều có những biểu hiện như nôn, buồn nôn và nôn nhiều ra nước. Nôn vẫn không làm thuyên giảm cảm giác đau bụng. Nếu không tìm được nguyên nhân gây nôn, chỉ có thể nghĩ tới viêm tụy cấp. Các triệu chứng khác của viêm tụy cấp bao gồm tiêu chảy, khó tiêu, sốt, nhiệt độ cao từ 38 độ trở lên, vàng da, vàng mắt, nhịp tim nhanh, thở nhanh nông. Ở viêm tụy cấp nặng, người bệnh sẽ có những biểu hiện khác như nhiễm trùng, nhiễm độc, về mặt rất mệt mỏi, lừ đừ, môi khô, lưỡi bẩn. Ngoài ra còn có những biểu hiện như mất nước, môi khô, khát nhiều, mắt trũng. Dấu hiệu sốc, tay chân lạnh, huyết áp thấp, mạch nhanh, khó chẩn đoán. Suy hô hấp, mệt khó thở, SpO2 giảm, da đổi màu xanh tím ở vùng quanh rốn. Viêm tụy cấp có những biểu hiện tương tự như những bệnh lý ở đường tiêu hóa. Vì vậy, cần được chẩn đoán gián biệt, cụ thể. Các bệnh gây đau bụng phải xác định và loại trừ bao gồm thủng tạng, nhồi máu mạc treo, tắc ruột cấp, viêm túi mật cấp, nhiễm trùng đường mật. Các nguyên nhân nội khoa của cơn đau bụng cấp cũng cần được lưu ý ngoại trừ như nhồi máu cơ tim, cơn đau loét dạ dày tá tràng. Các xét nghiệm chẩn đoán viêm tụy cấp sẽ được xác định khi đó các bác sĩ nghi ngờ và sẽ chỉ định xét nghiệm siêu âm chụp cắt lớp vi tính giúp chẩn đoán xác định viêm tụy cấp và chẩn đoán biến chứng viêm tụy cấp như hoại tử tụy, các ổ tụ dịch, áp xe. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp nặng bao gồm người già trên 70 tuổi, người béo phì, có chỉ số BMI lớn hơn 30, người hút thuốc lá, nghiện rượu bia và người có tiền sử gia đình có người bị viêm tụy.
Người viêm tụy cấp nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách rất dễ trở thành nặng, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới những bộ phận khác trong cơ thể, thậm chí có thể gây tử vong. Với một số trường hợp nặng không đáp ứng điều trị còn có phương pháp xử trí và nhanh phẫu thuật cắt mô bị hoại tử. Các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra ở bệnh nhân viêm tụy cấp bao gồm nhiễm trùng tuyến tụy, thường xảy ra ở những ngày cuối tuần đầu của bệnh nhân. Đây là nguyên nhân sinh ra ổ áp xe ở tuyến tụy, gây viêm phúc mạc toàn thể, hoại tử mô. Sốc, sốc có thể do nhiễm khuẩn nặng hoặc do xuất huyết. Sốc do nhiễm khuẩn, nhu mô nặng thường xảy ra muộn hơn ở tuần thứ 3. Xuất huyết có thể gây tại chỗ tuyến tụy, trong khoang bụng, trong ống tiêu hóa, sẽ dẫn tới tổn thương các mạch máu. Đây là biến chứng hay xảy ra trong tuần đầu tiên của bệnh. Đa phần, các trường hợp này đều có tiên lượng rất nặng. Suy hô hấp cấp, đây là biến chứng khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Năng giả tụy, trong năng giả tụy có chứa các enzyme tuyến tụy, các chất dịch và các mảnh vỡ của nhu mô tuyến tụy. Đây là biến chứng hay gặp nhất ở tuần thứ 2 và tuần thứ 3 kể từ khi người bị bệnh. Năng này có thể tự dẫn lưu vào đường tụy rồi biến mất. Năng cũng có thể tiến triển thành ổ áp xe, gây nhiễm trùng nếu để lâu. Viêm tụy cấp là một tình trạng viêm của tuyến tụy sẽ dẫn tới các tổn thương tế bào năng tuyến do sự phá hủy của các men tụy. Diễn tiến viêm tụy cấp có thể từ nhẹ đến nặng, tự khỏi cho đến thể nặng gây nguy hiểm đến tính mạng với các biến chứng sẽ tái phát thành bệnh mãn tính. Triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp đó là cơn đau bụng đột ngột thường xuất hiện sau bữa ăn, tức là bữa ăn có nhiều dầu mỡ. Vì vậy, khi có những dấu hiệu bất thường như đau bụng, nôn nói, hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được thăm khám, phát hiện và điều trị kịp thời. Chia sẻ bệnh viêm tụy cấp, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Cường, trưởng khoa nội hô hấp tiêu hóa, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết. Viêm tụy cấp thì là một cái bệnh lý cấp tính, nó phản ứng viêm cấp tính ở vùng tụy. Thì có biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Thì mức độ nhẹ thì bệnh nhân thường thường điều trị trong thời gian ngắn ngày và ra viện sớm, ít để lại biến chứng. Thế còn những mức độ nặng thì bệnh nhân thường thường có diễn biến bệnh sẽ rất là phức tạp và thường để lại nhiều biến chứng, thậm chí có thể nguy cơ tử vong. Thì cái tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân viêm tụy cấp nặng thì chiếm khoảng từ 20-50% trong số bệnh nhân viêm tụy nhập viện. Với nguyên nhân ấy, thì trong nguyên nhân cái viêm tụy cấp thì có rất nhiều nguyên nhân. Thế thì hàng đầu người ta thấy rằng là đó là nguyên nhân về rượu. Cái này thì chiếm khoảng 70% so với nguyên nhân gây viêm tụy cấp. Thế và ở Việt Nam thì nó là số 1. Thứ hai là các nguyên nhân về cơ học, ví dụ như bệnh nhân bị sỏi mật hoặc là sỏi tụy, nguyên nhân hay gặp. Thế và một số nguyên nhân khác cũng hay gặp là rối loạn chuyển hóa. Thì ở đây thì điển hình chính là viêm tụy cấp do tăng triglycerides. Đấy là cái mà hay gặp, thì chiếm tỷ lệ khoảng từ 1-14% các nguyên nhân mà gây viêm tụy. Bệnh nhân cũng có các triệu chứng của bệnh nhân viêm tụy bình thường, đó là có bệnh nhân có đau bụng, gọi là có nôn, rồi là có xét nghiệm máu thì cái chỉ số các cái men tụy tăng cao gấp 3 lần so bình thường, xét nghiệm triglycerides tăng trên 11,3 mmol trên lít, và đặc biệt là kết quả chụp CT các lớp vi tính của bụng thì nó có hình ảnh của viêm tụy cấp. Đấy, lâm sàng ở đây điển hình đó là gì? Bệnh nhân có đau bụng, đặc biệt là đau bụng ở vùng thượng vị, thế rồi là đau nó xảy ra một cách rất là đột ngột, đau dữ dội, đau liên tục, và người bệnh người ta cảm thấy là người ta không thể chịu nổi. Đấy. Cái thứ hai là người ta có thể là kèm theo là nôn. Đấy, nôn thì có những trường hợp bệnh nhân nôn rất là nhiều. Nôn ban đầu thì nôn ra thức ăn, sau đó thì là nôn chỉ ra dịch thôi. Thế và cái nôn đấy của người ta thì có những trường hợp nôn xong thì đỡ đau bụng, nhưng một số trường hợp thì không đỡ. Đấy. Thứ ba nữa là gì? Bụng người ta cứ trướng to lên do nguyên nhân là ruột nó bị liệt, ruột và nó không tạo một nhu động, để hơi nó không thông được, thì do đó bụng nó trướng căng lên. Đấy, kèm theo là xét nghiệm máu thì là cái chỉ số mỡ máu triglycerides tăng cao trên 11,3 mmol trên lít, và các cái men tụy ví dụ như men amylasa hoặc men lipasa là cũng tăng cao gấp 3 lần so với bình thường. Thì tất cả những cái đấy là nó kèm theo là mình vào viện mình chụp các lớp vi tính của bụng thì thấy cái hình ảnh của viêm tụy cấp, thì khi đấy mình sẽ khẳng định là bệnh nhân là viêm tụy cấp. Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện những triệu chứng bất thường ở cơ thể, người bệnh và người thân cần liên hệ ngay với bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những ảnh hưởng đến sức khỏe. Thank you.